Ồ, cái chim, cái chim, cái chim. Hello, chào các bạn. Bữa nay là mình giới thiệu cho các bạn là bữa nay là mình câu cá nâu bằng mồi cá rô phi này nha các bạn. Tại vì mấy bữa nay á là cái nục á là nó ương quá, là bây giờ mình cắt cá rô phi ra như thế này, rồi mình cắt làm ba khúc như thế này nha các bạn. Đó, cắt làm ba khúc như thế này. Rồi mình cũng vẫn kẹp vô như là cái mồi cá nục thôi, mà cái con cá rô phi này á các bạn, nó dai thì thơm con cá nục mà tư chứ cá nục ương á là thịt nó bẫy nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi mình câu, rồi lý do tại sao mà mình thích câu cá nâu hơn những con cá khác, các bạn biết tại sao không? Tại vì cái con cá nâu á là nó ăn rất là nhanh, chỉ 15-20 phút là nó có được 5-10 con liền. Còn mà những con cá khác á, thì mình phải đi chứ tới chỗ này dạo tới chỗ kia, thành ra là nông dân đặt cái máy quay, rồi nông dân ngồi tại chỗ có một mình vừa quay vừa canh á, thành ra những con cá khác nó khó canh. Những con cá khác là anh em câu á, là nông dân mới quay được. Còn mà riêng mà vừa câu vừa quay là nông dân chỉ câu được con cá nâu. Con cá nâu rất là dễ câu nha các bạn. Các bạn theo dõi mình câu. Đây các bạn, tỷ lệ giật nó dính như thế này nè các bạn ơi. Đó, ngang. Cá nâu là tỷ lệ giật ăn nó dính như thế này. Đây là mồi cá rô phi. Nó ở bè là nó thường ăn là mồi cá, là mình có cho ăn cá nào là mình câu cá đó. Cái nục là rất là ngon chứ mà cái nục là nó bẫy á các bạn ạ. Thành ra giờ là mình câu cá rô phi. Cái nâu sáng nay nó lớn con các bạn à, nó ăn cá nó lớn con, còn ăn rong thì hình như thấy nó nhỏ con. Mình để ý vậy á, mình thấy câu con nào dính rong là nó nhỏ, còn con nào mà nó ăn mùi cá nó lớn. Các bạn mới câu không quen chứ các bạn mà quen rồi là các bạn nhìn cái vé con cá gì ăn là các bạn có thể đoán được 95% luôn các bạn. Ví dụ như con cá nâu nó ăn sao, con cá liệt nó ăn sao, con cá giò nó ăn sao, cái gì nó ăn sao là các bạn cũng vẫn biết. Cá nâu nó ăn rất mạnh, là rất rất là dễ câu. Còn con cá giò với con cá liệt lần cái dìa đồ nên ăn nhẹ 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 nha các bạn. Đây các bạn, cái con màu kem đậm này nó đang mổ nè các bạn, mà chắc là cá liệt dưới này này hoặc là cá sơn chứ không phải cá nâu. Cá nâu nó mổ mạnh. Bây giờ mình giật thử nha. Biết mà, cá liệt. Mẹ cá liệt này ăn rất là ngon nha các bạn. Cá liệt này là ăn ngon cực kỳ. Các bạn mà câu cần vé mà nó quen mắt rồi là con cá nào ăn cái vé nó nhảy thì sao là các bạn sẽ đoán được 95% đó các bạn. Nhảy tiếp nữa các bạn. Mà nhẹ lắm. Cái giò chứ cái liệt nó ăn nhẹ vậy á, chứ còn mà cá nâu là biết liền à. Liệt tiếp à. Thấy không? Cái rường này câu mồi cá là rất là đa năng nha các bạn. Mình câu cá nâu mà gặp cá gì nó cũng vô, nó cũng dính hết các bạn. Cái chim cái đồ dính hết, lợi lắm. Cái liệt này ăn rất là ngon nha. Cái liệt bỏ tiếp các bạn ơi. Hết mồi rồi.
Nãy giờ câu mới được mấy cái nâu các bạn ơi. Tại vì một mình á mà câu mà bấm máy thì giật nó bất kịp. Còn mà mình kéo lên thì nó được như đây các bạn. Mới câu như đây. Mình câu cứ đủ ăn rồi thôi chứ mình cũng không câu nhiều lắm. Câu về nấu thôi, cái con to. Cái nâu cỡ này không các bạn. Được cái chim nữa. Cá nào mà nó chịu ăn cá là đều dính hết các bạn ơi. Vô mình giật cứ nó ăn vô là giật thí lên, ăn vô giật thí lên, cá gì cũng giật hết. Ăn là giật à. Nó ăn giấc cho cái nâu nó ăn giấc 9-10 giờ trở lên nha các bạn. Gió lại á. Tiếp cái liệt mổ tiếp các bạn. Cái liệt này là ngon nè. Cái liệt này là cái liệt chỉ vàng nha các bạn. Cái liệt này ngon lắm. Ô, cái chim. Ô, mang được luôn bạn ơi. Không, cái chim nó cũng quấn ăn ké luôn thấy không các bạn, nó đói là đang ngang. Ồ, cái chim này to các bạn ơi. Cái này 7 lạng á. Cái này chắc 7 lạng á. Đẻ quá đẻ. Cái nó mổ các bạn. Đó, cái dưới đây là mồi cá nè các bạn. Còn cái dưới kia mồi rong. Mồi rong không mổ mà mồi cá nó mổ thôi. Cái gì nhỏ 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 nhỏ. Ồ, cái nâu. Ha, con đây bự tiếp tục. Thấy chưa? Thấy các bạn thấy nó dính không? Nó dính ở dưới, nó dính lên nè các bạn ơi. Con nào lớn á là mình ăn, còn con nào nhỏ mình thả lại các bạn ơi. Cá lớn là nó ăn mùi cá, mà cá nhỏ thì nó ăn mùi rong nha các bạn. Cái giò thì nó ăn rong các bạn ơi. Cái giò con lớn ghê chưa. Cái này cái giò với cái dìa là nó mổ nhẹ, còn cái nâu nó mổ mạnh nha các bạn. Ồ, cái nâu lớn. Mình thấy hai con cá luôn các bạn. Ui, sảy rồi. Kéo chậm quá.
Ồ, cá nâu ở đây ăn rồi. Ok. Do mình câu hai con rồi các bạn ạ. Mà cái con phía bên tay phải mình không có thuận. Là mình lấy ké nó chậm, thành ra ké nó rớt. Còn cái bên tay trái mình nó nhanh hơn. Ví dụ mình muốn giật bên tay không thuận là mình phải sang qua cái tay trái của mình. Thành ra giật cái phía bên tay trái là nó nhảy ké, còn phía bên tay phải là nó chậm quá, chậm nhịp hơn ké nó rớt à. Hai con đều mổ hết các bạn ơi. Không, bây giờ không biết con nào giật hết. Cái này tiếp tục rồi. Cá liệt mổ. Cá liệt hoặc là cái giò gì mổ các bạn à, chứ không phải là cá nâu. Cá nâu là nó mổ mạnh. Cái này đang ăn mà ăn nhẹ chắc cá liệt rồi. Chính xác phải không? Con cá nào ăn là mình thấy cái cách nó mổ các bạn. Cái nhỏ nó mổ các bạn à, cái nâu nó mổ khác nha. Đây chắc cái liệt mổ tiếp này. Ủa, nâu nâu à, chim với chim với chim. Các bạn để xuống nhẹ nhẹ vậy nha. Đừng có, các bạn đừng có liền liền nó dính rồi. Các bạn coi cái xương nó phá nè. Chịu. Có cái xương nó phá là thua. Cái nó mổ nhẹ vậy là chắc là một là cái xương, hai là cái liệt mổ rồi các bạn. Chứ không phải là cái nâu. Cái liệt mổ rồi. Liệt xương gì cái xương rồi. Mổ rất nhẹ. Ồ, cái lực chỉ không ngon ghê các bạn. Một con mà nó dính tới ba cái mũi nè. Khiếp. Ồ, tài liệt chỉ không, đẻ quá các bạn ơi. Ồ, cái nâu của con bữa nay bự con ghê các bạn. Đấy không? Các bạn nào xem kênh video của nông dân á, các bạn cảm thấy có thích là các bạn nhớ ủng hộ cho nông dân một like. Các bạn nào chưa đăng ký á, là các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ cho nông dân nha. Đây.
nhiêu đây một mình ăn sâu hết đúng các bạn.